Thưa quý vị, mới đây, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sai quy định trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Biên Hòa, công tác này luôn được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, từ giữa tháng 10 đến nay thì các lực lượng chức năng của thành phố Biên Hòa đã phối hợp ra quân để mà chấn chỉnh cũng như là xử lý các cái hành vi vi phạm về trật tự công cộng. Trong đó có những hành vi vi phạm về quảng cáo. Những hộ kinh doanh nào mà lắp đặt bảng hiệu và bảng quảng cáo sai quy định thì sẽ được vận động, tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ. Còn nếu không tuân thủ theo quy định thì sẽ bị tháo gỡ. Tại huyện Long Bình, lực lượng liên ngành đã ra quân chấn chỉnh quảng cáo tại tuyến đường Bùi Văn Hòa có chiều dài gần 6 km. Con đường này không có vỉa hè, không có lề đường nhất định, do đó nhiều cơ sở kinh doanh tự ý cắm bảng hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định. Quán cà phê này là một trong những hộ vi phạm, tuy nhiên khi được lực lượng chức năng gửi thông báo cam kết tự tháo gỡ, hộ kinh doanh đã chủ động thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Vạch vàng là 2 mét thôi, thì tôi mới để. Chứ còn bây giờ mà bảo từ vạch vàng mà vào đây đó, thì tôi cũng sẵn sàng tôi tháo chứ có gì đâu. Chung của nhà nước như thế thì phải tuân theo chứ có gì đâu. Tự tháo gỡ thôi, không có tháo hết rồi. Có thể chủ động là thế, tuy nhiên không phải hộ kinh doanh nào cũng tự giác. Do đó khi ra quân, lực lượng chức năng sẽ trực tiếp tiến hành cắt, tháo gỡ các biển hiệu, biển quảng cáo không đúng kích thước, đặt sai vị trí, nội dung không phù hợp, v.v. Năm 2018, thì phường tôi đã tổ chức cắt và tháo gỡ các bảng biển, mái nhà, mái tôn mà lấn ra ngoài từ vạch vàng vào trong 2 mét. Thời gian vừa qua thì cũng do tình hình dịch bệnh rồi các cái nên là cái công tác này các anh em nó được quản lý đô thị chưa khách giao nên vẫn để tình trạng xảy ra. Thì trong cái dịp này là chúng tôi trực tiếp là được sự chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân là chỉ đạo là các anh em làm kiên quyết trả lại hiện trạng như năm 2018. Thực hiện thường xuyên công tác chấn chỉnh quảng cáo, 9 tháng đầu năm nay, đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố Biên Hòa đã phối hợp với thành viên đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy trong việc lắp đặt biển hiệu, ra quân tháo gỡ hơn 40.000 tấm quảng cáo rao vặt các loại, tạm giữ gần 400 bảng hiệu quảng cáo đặt không đúng quy định, hơn 1.500 cơ sở cam kết khắc phục. Đồng thời phối hợp với phường xã kiểm tra xử lý các biển hiệu có hoạt động quảng cáo logo các trang web cờ bạc. Công tác thông tin tuyên truyền cũng được thực hiện thường xuyên liên tục. Sắp tới đây, thành phố Biên Hòa sẽ tổ chức cái con đường không gian văn hóa ẩm thực tại đường Phạm Trung. Thì đây là một cái tuyến đường kiểu mẫu của thành phố Biên Hòa trong thời gian tới. Thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra các cái tiêu chí về đặt bảng quảng cáo, về bảng hiệu trên con đường phố Phạm Trung. Đây là một cái để làm mẫu cho các cái tuyến đường kiểu mẫu của thành phố Biên Hòa trong thời gian tới. Từ nay đến cuối năm, thành phố Biên Hòa tiếp tục phối kết hợp với các đơn vị liên quan ra quân lập lại trật tự trong hoạt động thông tin quảng cáo, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tổ chức doanh nghiệp, góp phần từng bước đưa các quy định của pháp luật về quảng cáo đi vào cuộc sống.